Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hắc Sa Ha của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn về chủ đề cách rang nướng quả óc chó thơm ngon. Trong các cách chế biến quả óc chó thì có cách rang nướng quả óc chó thơm ngon. Thông thường mua quả óc chó về, ta nên ăn sống hoặc các bạn có thể thay đổi khẩu vị bằng cách nướng quả óc chó trong lò vi sóng hoặc rang trên chảo. Các bạn cùng Hắc Sa Ha vào bếp và làm món hạt óc chó nướng này nhé. Bước 1. Chuẩn bị. Bạn tách khoảng 20 quả óc chó và lấy phần nhân. Bước 2. Bắt đầu nướng. Nướng hạt óc chó với lò vi sóng. Rải đều hạt óc chó trong khay và cho vào lò vi sóng khoảng 2-3 phút với nhiệt độ 160 độ. Khi nào hạt óc chó ngả màu hơi vàng nâu, lấy ra để bớt nóng là bạn có thể dùng được. Bạn nên để hạt óc chó đã nướng vào hũ thủy tinh để được giữ hương vị thơm ngon và giòn. Rang hạt óc chó trên chảo. Bạn đun cho nóng chảo, sau đó cho chút muối vào đảo đều, cho nóng muối. Tiếp theo, bạn cho hạt óc chó vào và đảo đều tay. Khoảng vài phút sau, bạn thấy hạt óc chó hơi ngả màu chút và ăn thử hạt óc chó đã chín chưa. Nếu đã chín thì bạn nên để hạt óc chó nguội và ăn sẽ thấy giòn hơn. Còn một cách khác nữa là thay vì bỏ muối vào thì bạn đổ dầu vào chảo cho nóng rồi cho hạt óc chó vào rang chín là được. Ngoài ra, trong quá trình nướng, rang, bạn có thể thêm chút dầu ăn vào hạt óc chó cho tăng thêm độ thơm ngon của món ăn. Hắc Sa Ha, chúc các bạn có một món hạt óc chó nướng ngon miệng nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Hắc Sa Ha của chúng tôi. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp ích được cho các mẹ bầu. Nếu các bạn còn thắc mắc gì hay có chia sẻ về vấn đề này, thì hãy để lại cảm nhận bên dưới cho mọi người cùng tham khảo nhé! Và đừng quên ấn vào nút subscribe, đăng ký bên dưới để thường xuyên theo dõi những video hữu ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!